hai vị mới, vị sữa dừa thơm béo, vị đường đen ngọt thanh. Ăn. Là sao? Anh hỏi em chuyện này là sao? Rốt cuộc em có thai không? Em không có. Em biết em đang làm gì không hả? Em đâu có cố ý đâu. Ban đầu em cũng tưởng là em có thai thiệt. Hết thèm ăn cái này rồi tới cái khác, lại còn hay buồn ngủ nữa. Rồi ngày đó cũng không thấy. Bác sĩ nói với em á là em có thai tưởng tượng. Vì quá khao khát, quá mong có em bé nên mới có hiện tượng như vậy. Sao anh nói anh đi gặp bạn? Ủa? Hả? Anh nói hôm nay xin nghỉ mà sao anh vẫn đi làm vậy? Tại sao anh phải giấu em? Anh đâu có cố ý nói dối em đâu. Anh tính đi gặp bạn thiệt á, mà tại anh quản lý á, anh nói là đang thiếu người mà gấp quá, nên là anh chạy qua đây anh... Lâu lâu mới có ngày nghỉ mà. Anh muốn kiếm tiền nuôi con nên anh mới như vậy đúng không? Không phải đâu, tại đang thiếu người á, cho nên chạy qua đây anh phụ thôi à. Lúc nào anh cũng phải làm việc quần quật từ sáng cho tới tối thì cũng phải có ngày nghỉ chứ anh. Em không có thích anh cực như vậy đâu. Cực thì mới nuôi con được chứ. Ba mẹ nào cũng vậy mà đúng không? Em không có thai. Anh không cần phải nuôi con đâu. Anh đừng có làm việc quần quật như vậy nữa. Đừng làm nữa. Hả? Em nói gì vậy? Hả? Em nói là em không có thai. Em nói dối đó. Anh đừng có làm nữa. Sợ anh làm nhiều mệt cho nên mới nói vậy đúng không? Đang giỡn với anh hả? Không. Em nói dối đó. Em nói dối là để ba chấp nhận tụi mình. Hôm bữa giờ là em nói xạo mọi người hết đó. Hằng. Hằng. Là sao? Anh hỏi em chuyện này là sao? Rốt cuộc em có thai không? Em không có. Em biết em đang làm gì không hả? Em đâu có cố ý đâu. Ban đầu em cũng tưởng là em có thai thiệt. Hết thèm ăn cái này rồi tới cái khác, lại còn hay buồn ngủ nữa. Rồi ngày đó cũng không thấy. Bác sĩ nói với em á là em có thai tưởng tượng. Vì quá khao khát, quá mong có em bé nên mới có hiện tượng như vậy. Cái chuyện đó thì em phải nói với anh ngay từ đầu chứ hẳn. Lúc đi khám về em cũng muốn nói với anh mà. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu mà em nói dối là em có thai thì ba sẽ chấp nhận cho tụi mình cưới. Cưới xong tụi mình sống chung rồi em sẽ có thai thiệt, nên em mới nói dối. Nhưng mà em không nghĩ là sẽ cực khổ như vậy. Anh không hiểu sao mà mấy cái chuyện này mà em cũng dám nói dối cho được. Rồi bây giờ ba mẹ anh, ba của em rồi bà nội á, ai cũng nghĩ là em đang có thai thiệt rồi đó. Rồi bây giờ sao? Hả? Em không biết nữa. Em không biết phải làm sao. Giờ phải làm sao anh? Quý khán giả ơi, hãy nhanh tay cùng đề cử cho Giấc mơ của mẹ là bộ phim truyền hình được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng năm 2022 nhé. Bước 1, truy cập vào trang web maivang.nld.com.vn vào mục phiếu đề cử và điền thông tin theo yêu cầu. Bước 2, chọn hạng mục phim truyền hình được yêu thích nhất, điền tên phim Giấc mơ của mẹ và bấm gửi phiếu đề cử.
Bước 3, soạn tin nhắn trên điện thoại theo cú pháp Mai Vàng, viết liền không dấu và gửi đến số 8100. Mức phí của mỗi tin nhắn là 1.500 đồng. Cảm ơn quý khán giả luôn yêu thích bộ phim Giấc mơ của mẹ. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.